Xin chào toàn thể anh em đồng bóng thân thương đang theo dõi cả bóng đá. Đây là Q&A của số tuần này. Số tuần này thì nó hơi đặc biệt hơn một chút, bởi vì chúng ta có một vị khách mời mà tôi tin chắc là các bạn sau khi mà nghe giọng thì sẽ nhận ra ngay anh ấy là ai. Số tuần này thì nó hơi đặc biệt ở chỗ là sẽ không có khán giả đặt câu hỏi cho mình, và người em này sẽ là người trực tiếp đặt câu hỏi cho mình luôn, và mình cũng sẽ có những câu hỏi để dành cho bạn đó. Thì bây giờ em chào khán giả đi, để coi khán giả có nhận ra em là ai không. Xin chào các bạn, mình là Nam. Mình nghĩ là cũng nhiều bạn đã nghe câu nói này của mình rồi. Mình là Nam, mình một giọng đọc khác của Cảm Bóng Đá bên cạnh anh Nhân. Ngày hôm nay thì hai anh em có dịp được gặp nhau tại Sài Gòn, và mình sẽ tranh thủ hỏi anh Nhân một vài câu. Trước đây thì đã có rất là nhiều các bạn khán giả hỏi anh Nhân về những câu chuyện nó khá là chuyên môn. Ngày hôm nay thì mình cũng vẫn sẽ hỏi anh Nhân về bóng đá, nhưng là về những quan điểm hay là những sở thích của anh liên quan bóng đá, đúng không anh Nhân? Thế mình bắt đầu thôi nhỉ? Rồi, action. Câu hỏi đầu tiên, anh hỏi trước hay em hỏi trước nhỉ? Hỏi trước đi. Ok, em hỏi trước. Câu hỏi đầu tiên cho anh Nhân là thần tượng của anh trong bóng đá là ai? À, cái câu này hồi trước có một bạn hỏi rồi, đó là hai người thôi, cho đến bây giờ vẫn là hai người, Ronaldinho và Thierry Henry. Em thì em cũng rất thích hai người đó, nhưng em thích từ cái trận mà hai người đó gặp nhau. Anh có biết được cái trận nào? Đó là chung kết Champions League 2006. Đúng rồi, sau cái trận đó thì em đặc biệt cảm thấy ấn tượng với Ronaldinho, vì lúc em cũng còn khá là nhỏ và em chưa thích bóng đá quá nhiều, nhưng sau cái trận đấy thì em biết đến Ronaldinho và biết đến Barcelona và rất là thích, và từ đấy em cũng rất là thần tượng Ronaldinho. Ok, câu hỏi tiếp theo dành cho anh Nhân đó là anh yêu thích đội bóng nào? Câu hỏi có vẻ như là anh trả lời quá nhiều rồi. Dĩ nhiên là Barcelona. Barcelona đúng không? Còn đội tuyển thì sao ạ? Đội tuyển tất nhiên là đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam. Không phải là Đức hay là Anh mà là Việt Nam. Việt Nam. Vậy nhưng mà anh yêu thích đội tuyển Việt Nam từ bao giờ? Có phải là từ những thành công gần đây không, hay là từ xưa anh đã thích? Từ SEA Games rồi. Tức là từ đời của Văn Quyến là đã rất thích đội tuyển Việt Nam. Mình nhớ là cái năm đó là SEA Games ở sân nhà luôn. 22 là cực kỳ thích Việt Nam, và rất đáng tiếc khi đó mình thua Thái Lan ở trận chung kết với bàn thắng vàng. Tiếc lắm luôn. Từ năm SEA Games 22 đến bây giờ là 17 năm. Như thế là đã qua rất là nhiều thăng trầm, biết bao huấn luyện viên đến rồi đi. Nhưng mà anh Nhân vẫn của chúng ta vẫn rất là trung thành với đội tuyển Việt Nam. Các anh em thấy như thế gọi là fan cứng. Chuẩn luôn. Ok, top fan luôn đấy. Bây giờ thì câu hỏi thứ 3 cho anh. Câu này có vẻ khá là thú vị đây. Nếu trở thành một cầu thủ, anh muốn chơi ở vị trí nào và phong cách gì? Anh lưu ý là có cả phong cách gì nữa nhé. Ví dụ như là với tiền đạo này, mình có tiền đạo mục tiêu, tiền đạo chim mồi, tiền đạo ảo, tiền đạo bla bla bla, thì nó sẽ là phong cách gì đấy? Chắc chắn là khi mà đã thích Ronaldinho và Henry rồi thì mình cũng phải chơi một cái vị trí của họ luôn, đó là tiền đạo cánh trắng, tức là tiền đạo nhưng mà có xu hướng lên trái. Và mình cũng thích cả phong cách của Ronaldinho kết hợp với Henry luôn, đó là ngẫu hứng, đá cống hiến và đua tốc độ, đó là phong cách mà mình cực kỳ thích ở cả hai cầu thủ này. Ok, câu hỏi thứ tư cho anh Nhân. Câu này có vẻ em nghĩ là sẽ khá là thời sự đấy. Nó sẽ là: có ý kiến cho rằng là bóng đá hiện tại tập trung quá nhiều vào kim tiền. Ngay cả những đội bóng chú trọng đào tạo bóng đá trẻ như là Ajax Amsterdam này, hay là Barcelona, hay là trước đây là Man United, liệu ngay cả những đội bóng này cũng bị ảnh hưởng để chạy đua vũ trang? Anh có nghĩ là cái thời đại kim tiền bây giờ, cái giá trị tiền bạc nó làm mất dần đi cái giá trị truyền thống của đội bóng hay không? Nghĩ là có, tại vì cơ bản là bây giờ một cái câu lạc bộ mỗi mùa bóng nếu như họ không có danh hiệu thì ít nhất là cái bảng tổng kết tiền bạc tài chính cuối năm nó phải đẹp cái đã. Cho nên là nếu như họ không thành công về mặt danh hiệu thì chắc chắn họ phải thành công về mặt thương hiệu. Vậy thì theo ý của anh, tức là những cái cầu thủ đó họ mang về cho câu lạc bộ không chỉ giá trị chuyên môn mà cả giá trị thương mại, đúng không? Đúng rồi, chính xác là vậy. Cái này làm em nhớ đến cái lúc mà Ibrahimovic mới về MU và anh ta nói rằng là cái tiền bán áo của anh ta sẽ đủ để mua Pogba về, và sau đó là tiền bán áo của anh ta là 90 triệu và giá mua Pogba là 89 triệu bảng. Câu hỏi số 5, nếu anh là huấn luyện viên và được quyền chọn dẫn dắt bất kỳ đội bóng nào, anh sẽ chọn đội bóng nào? Anh sẽ chọn Barcelona trong giai đoạn hưng thịnh. Hưng thịnh từ năm khoảng 2008-2009 cho đến năm 2011, đó cũng là cái thời mà Pep dẫn dắt Barca. Tại vì cái thời đó giống như là cầu thủ họ nắm công thức trong tay rồi, huấn luyện viên tới đó thì rất là dễ. Mình nghĩ là nếu như không phải là Pep hoặc là một cái người nào khác đến Barca thì vẫn sẽ đạt được thành công khi đó thôi, khi mà một cái lứa La Masia vừa đạt đội chính mà vừa đẳng cấp mà vừa ăn rơ với nhau kinh khủng khiếp như vậy thì
mình thích, cực kỳ thích Barcelona trong giai đoạn đó, và mình nghĩ là ai đến Barca trong giai đoạn đó cũng sẽ thành công thôi, bởi vì cái lứa đó quá đẳng cấp. Đúng rồi, em nhớ ở cái giai đoạn đó mà có một cái trận chung kết tại Champions League khi mà Man United đá với Barcelona, thì ngay cả Sir Alex Ferguson ngồi trên khán đài rung tay luôn, đấy là cái ngành mà chúng ta không quên được. Và sau đó thì ông thừa nhận rằng là đội bóng của Pep Guardiola năm đó là đội gọi là khủng khiếp nhất mà ông từng đối mặt. Anh thích số áo nào nhất vì sao? Mặc dù là thích Ronaldinho và Henry, tuy nhiên là số áo mà mình thích nếu như mình được chọn khi thi đấu cho một câu lạc bộ thì mình sẽ chọn áo số 7. Số 7 là của người anh đang mặc áo đấy đúng không? Một phần cũng là vậy, một phần cũng là do mình cũng thích Ronaldo nữa. Và cái số 7 thì nó rất là hay ho, kiểu như nó có rất là nhiều ý nghĩa. Nó giống như là trong một tuần thì tại sao lại có 7 ngày, hoặc là tại sao cầu vồng thì nó lại có 7 màu. Tại sao kỳ quan thiên nhiên thế giới thì lại chỉ có 7 kỳ quan thôi. Đó, nói chung là cái số 7 nữa là cái số vừa đẹp, vừa ý nghĩa mà nó gắn liền với rất nhiều danh thủ mà mình thích nữa. Mà đặc biệt những người mặc áo số 7 rất là đẹp trai nữa. Ronaldo hay là Beckham, Kaka, những người mà từng mặc áo số 7 rất đẹp trai. Valencia thì sao anh? Qua câu kế đi nào. Có ở số 8, giữa lùn và khéo, nhưng lại yếu và to cao đen hôi, sắc bén, thể lực bền bỉ nhưng vụng về hơn, anh chọn mỗi cầu thủ nào? Giống tả Lukaku. chắc là lùng mà khéo đi, tại vì cơ bản cái đó nó cũng là đặc điểm chung của những cầu thủ Việt Nam, tức là những cầu thủ Việt Nam họ không có cao to đen hôi nhưng mà rất là khéo léo và rất là tinh tế, đặc biệt là chơi bóng rất là thông minh. Đó cũng là cái đặc điểm chung của nhiều cầu thủ châu Á luôn chứ không riêng nhiều Việt Nam nữa. Em nghĩ là cái này nó chắc là nó cũng tùy theo môi trường đấy. Đúng rồi. Ví dụ như kiểu hồi xưa Shinji Kagawa mà sang Hoàng Anh, rất là lùn, rất là khéo, rất thông minh nhưng không đá được. Mà bù lại thì những ông mà có làn da hơi ngăm đen và họ đến từ những người Mỹ gốc Phi hay là những cầu thủ gốc Phi, họ có thể lực rất là khỏe. Thì có lẽ cái đấy là như cái Lukaku chẳng hạn, có lẽ đấy là tùy theo môi trường. Ok, câu này sẽ là một câu tình huống ứng xử đây. Anh là người đứng trước quả 11m. Người đối mặt với anh trong goal là Manuel Neuer. Anh sẽ chọn kiểu sút nào để đánh bại thủ môn này? Khó vậy. Neuer là một thủ môn cực kỳ thông minh luôn. Nhiều người nói là anh ta chỉ cần nhìn cái lúc mà đặt bóng và cầu thủ bước ra lý đà thôi là sẽ đoán được cầu thủ đó sẽ sút bên nào rồi. Neuer chắc là đối với Neuer thì chắc chỉ có sút đại thôi chứ. Tại vì thường á, xu hướng của thủ môn á, thường là họ sẽ phải chọn một trong hai hướng để họ đổ, chứ ít khi nào mà thủ môn đứng yên một chỗ để bắt ở giữa lắm, cho nên là giống như đá best mà đá penalty á, kiểu mà muốn chắc ăn thì cứ đá giữa. Câu số 10, đây là một câu cũng mang tính thời sự trong những cái tin đồn chuyển nhượng gần đây, đó là anh Nhân muốn, cá nhân anh thích Barca, anh thích Neymar tiếp tục ở PSG hay là về lại Barcelona? Dĩ nhiên là mình thích về lại Barca rồi, tại vì thứ nhất mình không coi giải Pháp nhiều. Pháp đâu có gì đâu coi, năm khỏi không cần coi cũng biết là đội nào vô địch. Còn La Liga nó hấp dẫn hơn, nó có những cuộc đua giữa Real Madrid, Atletico Madrid nữa. Và khi mà cái tính cạnh tranh nó cũng cao hơn hẳn so với Lyon. Mà khi mà về Barca thì mình sẽ lại một lần nữa được chứng kiến MSN tái hợp. Và sau này nếu như Messi có ra đi, Suarez có ra đi thì ít nhất vẫn còn đó Neymar, một người có thể là thừa hưởng những cái gì mà Messi để lại để tiếp tục mà làm đầu tàu cho Barca trong tương lai. Neymar ra đi vào năm 2017. Có một phần nguyên nhân trong đó là vì anh ta không muốn là cái bóng của Messi hay không? Một phần là vậy, và một phần nữa là quá nhiều tiền. Quá nhiều tiền. Thì có vẻ như bây giờ sau khoảng 3 năm ở kia và tập khoảng mấy chục cái chấn thương thì anh nghĩ là chẳng đâu có Messi và Barca. Đúng rồi. Khi mà Messi ra đi thì dĩ nhiên không có người nào hợp hơn để ngồi lên ngai vàng của Camp Nou như Neymar, chắc chắn là vậy. Đúng rồi, cái này thì nó lại dẫn đến câu hỏi tiếp theo muốn dành cho anh là theo anh thì liệu Neymar có thể đạt tới đẳng cấp của Messi và Ronaldo hay không? Neymar xui một cái là vào đúng ngay thời kỳ Zero. Nếu như mà không có Ronaldo hay Messi thì anh tin chắc là Neymar sẽ là cầu thủ hay nhất thế giới. Nhưng mà để đạt được đẳng cấp như Messi và Ronaldo có lẽ như Neymar vẫn còn thiếu một chút gì đó nữa. Tức là chỉ ở mức tiềm cận thôi, chứ theo anh thì vẫn chưa đủ để mà đạt được đến trình độ như Messi hay Ronaldo. Em nghĩ là cái thiếu một chút ở đây có lẽ là một người cạnh tranh. Đúng rồi, chính xác là vậy. Anh có nghĩ là kiểu Messi và Ronaldo họ xuất sắc như vậy, một phần rất lớn đến từ việc là họ biết chắc là nếu mình không giỏi hơn người ta, người ta sẽ giỏi hơn mình. Chính xác luôn. Cái câu này là Ronaldo đã có nói trong cái buổi lễ mà hai người ngồi kế bên nhau đi ăn tối đó. Đúng rồi, là Ronaldo cũng có nói một cái câu là tôi xuất sắc được như vậy là nhờ có Messi.
anh ấy là cái nguồn động lực mà lúc nào cũng thôi thúc tôi phải cố gắng và nỗ lực hơn từng ngày, và ngược lại cũng vậy, tôi là nguồn động lực để thôi thúc Messi. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta, những người đang ngồi ở đây, những người khán giả ở cái thế hệ này là những người may mắn nhất thế giới. Theo anh thì anh kỳ vọng vào cầu thủ trẻ nào sẽ xuất sắc nhất thế giới, tức là sau thế hệ của những Neymar, của những Messi, Ronaldo thì ai sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới? Mình kỳ vọng vào hai người, đó là Kylian Mbappe và Erling Haaland. Mbappe thì quá tài năng đi, nhưng mà Mbappe dạo này chơi với Neymar, kiểu chơi với Neymar nhiều quá, cho nên là giống như kiểu bị lạm cái bệnh ngôi sao hay sao, mặc dù còn quá trẻ. Hy vọng là Mbappe sẽ không có học những cái tính đó từ Neymar để mà cố gắng hơn trên con đường chuyên môn của mình. Và một người nữa là Erling Haaland, một cầu thủ mà cực kỳ thích luôn kể từ khi anh ta nổi lên trong áo của Salzburg. Em thì em biết đến Erling Haaland là trong cái trận mà năm ngoái khi mà đội tuyển Na Uy của anh ta đánh bại Honduras và trên 10 bàn. Nhưng mà trong trên 10 bàn đấy thì Haaland đã ghi đến 9 bàn. Kinh thể. Mình sau cái ngày hôm đấy thì em cứ tưởng là em mới nhìn kết quả của một trận game, mà hóa ra là đấy là sự thật. Thì em thấy là ở Haaland này có một cái gì để nó lai giữa Ronaldo và Ibrahimovic. Cả hai đều là những nguồn cảm hứng với em. Em nghĩ là với anh thì chắc là anh cũng thích với hai người đấy. Thì đúng rồi. Em kỳ vọng là sau cái thời đại của Ronaldo và Messi thì sẽ có cái gì đấy nó hơi công một chút lên ngôi, để cho cái sắc màu bóng đá của thế giới nó khác đi một tí. Ok, câu hỏi tiếp theo dành cho anh Nhân. Ai là chân sút phạt hay nhất từ trước đến nay? Theo cá nhân anh sẽ chọn Juninho. Với cá nhân cực kỳ thích Juninho luôn, mà có những cái quả sút phạt mà mình không hiểu sao mà nó có thể vào được. Juninho là người có thể đá phạt mà bất chấp mọi quy tắc vật lý luôn. Em cũng đã có một thời mà hồi xưa, nhưng mà Ligue 1 thì chưa được chiếu nhiều, nhưng mà mình hay xem những cái highlight ấy. Thì mình cũng ấn tượng với một ông chú hay mặc áo số 8 đúng không, tóc cũng bờm sờm của Lyon, và sút thì rất là kinh khủng, kinh luôn. Và đến bây giờ em vẫn phải công nhận là Juninho là một cầu thủ mà sút phạt gọi nó là đỉnh nhất. Mà Juninho sút phạt ở ngoài đời, thậm chí là những cái quả đó trong game em không hề làm được luôn. Đúng rồi, chắc chắn là không. Nhưng trong game á, tức là nó rất là dễ để cho người ta sút phạt vào đi đối với những game thủ chuyên nghiệp á. Nhưng mà Juninho là một cái phiên bản gì mà anh ta còn khủng khiếp hơn cả trong game nữa. Juninho là một trong số ít những cầu thủ mà game không thể tái hiện lại được. Chính xác. Đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo là cho anh. Đội bóng của anh bị dẫn trước. Trận đấu chỉ tính vài giây và anh có cơ hội đối mặt với thủ môn. Anh hình dung đi, đồng đội không giỏi bằng anh lại đang chống trải ở một vị trí không ai kèm. Thì anh sẽ chuyển luôn hay là sút? Chuyển chứ. Tuy nhiên là khi mà mình đối mặt với thủ môn mà 2-1 thì đồng đội mình nó dở cỡ nào, nhưng mà mình truyền một cái quả để mà nó sút vào khung thành trống nó vẫn dễ hơn là so với mình đối mặt với thủ môn. Và khi mà trận đấu nó chỉ còn tính bằng giây thôi thì mình càng chắc chiêu thì nó lại càng chắc ăn hơn. Khi mà mình truyền qua đồng đội của mình thì cái cơ hội mà thành bàn nó lại cao hơn một chút. Mặc dù nó đá dở nhưng mà mình không tin là nó dở đến mức còn cái khung thành trống mà nó đá ra ngoài được. Nhưng mà trong một ngày đẹp trời thì Lukaku hay Torres cũng có thể phang một trái bóng lên tận trời. Là anh sẽ bay cho anh đi đường quyền với nó liền. Câu hỏi số 15 cho anh Nhân. Sự thất bại của một đội bóng nào tại một giải đấu mà khiến anh nuối tiếc nhất? Câu này hay nè. Rất nhiều đội, rất nhiều lắm. Nhưng mà để chọn ra tiếc nuối nhất thì có lẽ là sẽ tiếc cho Man United ở mùa giải 2011-2012. Có lẽ là mùa đó là cái mùa mà tất cả các cầu thủ của Man United sẽ không còn muốn nhớ đến, tại vì đó là mùa giải quá điên khùng. Nó điên đến mức độ là tới từng giây cuối cùng luôn, phút 90 mấy luôn là mới quyết định được chiếc vô địch thuộc về ai. Đúng rồi. Và ngay cả cái người mà quyết định mùa giải đó, Sergio Aguero, anh ta còn không tin là mình có thể điên khùng cả một cái mùa giải mà điên khùng đến như vậy. Cảm thấy thực sự tiếc nuối cho Man United. Lúc đó em vẫn còn xài cái điện thoại mà Nokia nó bấm bấm này, nó chưa có 3G, 4G. Thì mình lốt rất là chậm. Thì đến khoảng phút 92, tỷ số đang là 2-2 và mình biết là MU đã thắng Sunderland 2-0 rồi. Mình biết là MU của mình sẽ vô địch vì em là fan MU mà. Thì anh biết là khi mà chưa có, như em đã nói là lúc đó chưa có 3G hay 4G ấy, thì em lốt lại cái Facebook. Nó mất khoảng 30 giây. Sau 30 giây nó hiện lên là 3-2, Man City vô địch. Cũng không hiểu sao bị mất chiếc vô địch đúng không? Cảm giác như lúc đấy em đang nhìn vào một cái fanpage giả hay là cái gì đấy, em không thể nào tin được vì trước đó nó đã là một cái status ở trên Facebook, họ đã báo là đây đã là phút 92 rồi và chiếc vô địch đã thuộc về chúng ta. Đó là một fanpage của Manchester. Nhưng cũng phải công nhận là mùa đó Man City xứng đáng, họ vô địch một cách xứng đáng luôn. Cái pha bóng đó là pha bóng cuối cùng của trận đấu luôn. Đến bây giờ thì nó vẫn là kinh điển. Đó là một cái mùa giải mà chắc chắn là các cầu thủ Man United không thể nào quên được. Đến bây giờ thì sẽ là câu 16.
Câu này sẽ chuyển về bóng đá Việt Nam một chút. Anh thích cầu thủ Việt Nam nào nhất? Cho tới thời điểm này thì thích Văn Hậu nhất. Văn Hậu là một cầu thủ đá cực kỳ hiện đại luôn. Khi mà cái xu hướng mà cầu thủ chạy cánh á, họ không có còn gò bó ở cái phạm vi là hậu vệ như ngày xưa nữa. Một cầu thủ vừa thông minh trong khâu tấn công mà vừa thông minh trong khâu phòng ngự nữa. Thì Việt Nam, Văn Hậu là cái người mà từ xưa giờ mà mình chứng kiến là có được một cái lối đá mà nó rất là châu Âu, mà nó rất là đặc sắc và nó hiện đại đến như vậy luôn. Anh có nghĩ rằng là, nhân em tiện hỏi, anh có nghĩ rằng là cái việc mà Văn Hậu sang Heerenveen là một cái bước chuyển nhượng đúng đắn không? Mình tin là đúng đắn. Với một cái giải vô địch quốc gia Hà Lan và với một câu lạc bộ như Heerenveen, đó là một nơi vừa sức để Văn Hậu thử thách và gây dựng tên tuổi của mình ở châu Âu. Cái Văn Hậu cần bây giờ là tập luyện chăm chỉ và chờ đợi cơ hội đến với mình. Anh tin chắc là nếu như ở lại Heerenveen và tiếp tục cố gắng, thành công sẽ đến với Văn Hậu. Và chưa kể anh sẽ là cái người tiên phong luôn, là mang hình ảnh bóng đá Việt Nam ra với châu Âu. Và Văn Hậu là một cái người đủ tài năng để có thể gánh vác độc trách to. Nhìn Văn Hậu sau khoảng 15 phút đấy thì mình cũng cảm thấy rất là vui khi mà cậu ấy đã lên đến khoảng 7-8 cân mà toàn là cơ bắp nhá. Họ nhìn mà nghe đồn là cậu ấy đang được training ở vị trí trung vệ lệch trái, tức là cái vị trí mà Heerenveen nó khuyết. Thì hy vọng là sang năm thì cậu sẽ có được cái vị trí đấy trong đội hình chính. Tiếp theo là câu số 17. Anh nghĩ như thế nào về việc đội tuyển Việt Nam sử dụng cầu thủ nhập tịch hoặc các cầu thủ Việt kiều? Điều này mình cực kỳ ủng hộ luôn, và mình cũng mong là trong tương lai đội tuyển Việt Nam sẽ có những cái sự giúp sức từ những cầu thủ Việt kiều hoặc là cầu thủ nhập tịch. Giống như là nhiều nước ở Đông Nam Á họ cũng đã làm, ngay cả Thái Lan họ cũng đã làm điều này rồi. Malaysia cũng làm. Mình hơi tiếc là đội tuyển Việt Nam từ xưa đến giờ họ không có những tiền đạo đủ đẳng cấp để sang bàn. Mình hy vọng là trong tương lai thì Hoàng Vũ Samson sẽ là một người được trao cơ hội. Và bên cạnh đó mình cũng rất mong là một thủ môn đẳng cấp như Philip Nguyễn có thể gia nhập đội tuyển để tăng thêm chiều sâu cũng như sự cạnh tranh cho Đặng Văn Long. Em cũng rất là thích Philip Nguyễn. Không phải tự nhiên mà trở thành thủ môn xuất sắc nhất của cái giải đấu Cộng hòa Séc. Đúng rồi. Một giải đấu mà có đến 1 đến 2 đội tham gia Champions League. Đúng rồi. Nhưng mà có rất là nhiều người họ nghĩ rằng là cái việc mà gọi những cầu thủ mà nó không mang dòng máu Việt Nam trước đây như kiểu Phan Van Santos chẳng hạn, hay là Huỳnh Kesley Anvet, nó có gì đó nó không được thuần phong mỹ tục lắm, anh nghĩ sao? Tức là do cái này là do quan niệm của mỗi người thôi, nhưng mà tức là thời đại bóng đá nó thay đổi rồi, tất nhiên là cái mindset của mình, cái tư duy của mình nó cũng phải đổi mới, nó thay đổi theo, chứ cũng không có thể tức là vì màu cờ sắc áo, vì danh hiệu của đội tuyển thôi, mình cũng phải cần có những cái sự biến chuyển để mà bắt kịp với những đội tuyển khác cũng như là những nền bóng đá khác. Đúng rồi, thật ra em nghĩ là những cái cầu thủ đó họ đều đã có thời gian lâu năm thi đấu ở Việt Nam, thậm chí họ biết nói tiếng Việt. Và họ cũng sẵn sàng gọi là hy sinh cái quốc tịch của mình để chọn thi đấu cho đội tuyển Việt Nam, thì mình cũng nên cho họ một cơ hội đúng không? Chúng ta thấy rằng là đội tuyển Pháp vô địch với đội hình phải đến 70% là các cầu thủ nhập tịch đã giành World Cup 2018. Và đâu ai quan tâm điều đó đâu. Đúng rồi. Đâu ai quan tâm là tụi bay nhập tịch rồi tụi bay mới vô địch. Người ta chỉ cần ở Pháp là người ta cảm thấy tự hào, một người dân Pháp cảm thấy rất tự hào với điều đó. Đúng rồi. Chúng ta đến với câu hỏi số 18. Có ý kiến cho rằng tiểu xảo làm bóng đá hay hơn. Một ví dụ là Ramos làm gãy vai Salah. Anh nghĩ sao về điều này? Anh nghĩ là tùy theo quan điểm của mỗi người thôi. Tại vì trong bóng đá hiện đại, khi mà chiến thuật nó đã can thiệp quá nhiều vào cái sự tự nhiên của bóng đá, cái sự cống hiến cũng như là ngẫu hứng, thì đôi lúc cũng phải cần tiểu xảo để mới có thể đánh bại đối phương. Đó cũng là một cái gì đó, một cái gì đó gọi là thông minh ở một cái khía cạnh nào đó, nó cũng là cái sự sử dụng thông minh trong bóng đá. Hoặc là khi mà bạn đủ tự tin, đủ khéo léo để mang về một quả penalty theo kiểu chủ động nha, thì đó cũng là một cái sự thông minh của cầu thủ vậy. Tiếp theo chúng ta đến với câu hỏi số 19. Câu này em thấy khá là hay đây, vì câu này anh em mình có thể đồng đạo với nhau được này. Giữa phát âm tên cầu thủ đúng nhưng quen thuộc, đúng và nhưng quen thuộc đúng nhưng lạ chứ. Giữa phát âm cầu thủ đúng nhưng lạ và phát âm tên cầu thủ sai nhưng lại quen tai với khán giả, anh chọn cái nào? Anh sẽ chọn đúng nhưng lạ, chắc chắn rồi. Tại vì đó là tên riêng, đó là tên riêng thì mình phải đọc làm sao cho đúng. Đó là một cái cách mà mình tôn trọng người ta. Ví dụ như một người nước ngoài đi, họ bình luận bóng đá Việt Nam, họ không thể nào mà đọc sai tên cầu thủ Việt Nam được. Khi mà họ đọc sai thì cái người cầu thủ đó hoặc là một cái cảm khán giả Việt Nam sau sẽ cảm thấy rất khó chịu. Đúng rồi. Họ phải tập đọc và họ phải tìm hiểu cách đọc tên cái người đó làm sao cho đúng. Đó là một cách mà mình tôn trọng người ta. Thường thì các bạn sẽ biết từ xưa đến nay thì các bình luận viên của thế hệ cũ hay đọc là Solskjaer đúng không? Đúng. Nhưng mà chúng tôi hoặc là những cái bình luận viên sau này thì bắt đầu đọc là Solskjaer theo cái tên đúng của tiếng Anh, bình luận viên tiếng Anh họ đọc. Đúng rồi. Huấn luyện viên người Na Uy này.
thì anh Nhân nghĩ là giống như việc là các bạn đọc đúng tên của họ, thì các bạn mà khi các bạn ra nước ngoài á, các bạn nói tiếng Anh, ví dụ như bạn đi thăm sân vận động Old Trafford đi, bạn muốn mua một cái chiếc áo của Solskjaer mà bạn vô shop bạn nói là anh có thể nào bán cho tôi một chiếc áo của Solskjaer, thì làm sao mà người ta biết áo của Solskjaer là trong đội của tao không có nào tên Solskjaer ở đây, không có bán áo đó em ơi. Hoặc là khi bạn thấy Solskjaer đang đi ra, bạn muốn kêu ông ấy lại để chụp một tấm ảnh lưu niệm, thì bạn cứ Solskjaer tới lúc ổng đi ra Spurs luôn mà bạn vẫn ông không biết ai đang kêu ổng, mà chỉ cần ông vừa đi ra ông Solskjaer please là đó, là tự động họ sẽ biết mình đang gọi họ và họ sẽ lại chụp ảnh với mình. Đó là một cách mình tôn trọng và phát âm đúng tên của người ta. Tên là phải đúng. Đúng rồi, đã là tên thì chúng ta nên dành cho họ sự tôn trọng nhất định. Vì chúng ta chắc chắn là cũng không thích thú gì khi phải đọc sai tên mình, đúng không? Đúng rồi. Anh nghĩ là bản thân anh em mình đã là những người đọc voice, cũng là những biên tập viên rồi, thì trước khi đọc cho anh em nghe thì cũng đã tìm hiểu ít nhất là theo chuẩn mực tiếng Anh, hoặc chuẩn mực tiếng Latin, hoặc chuẩn mực tiếng địa phương của họ. Đúng rồi. Để đem đến cho anh em những cái tên đọc đúng nhất. Có thể nghe nó sẽ hơi lạ tai, nhưng mà anh em phải chịu khó, tại vì đó mới chính là tên mà họ muốn được gọi bằng cái tên đó. Đúng rồi. Hoặc ít nhất là cái tên mà họ được công nhận trên toàn thế giới, chứ không phải là chính xác một số những cái tên đọc sai như trước đây. Thế nên là câu hỏi của anh đã hết rồi, bây giờ đến phần em bị thử thách, đúng không? Rồi. Em cảm thấy là hơi lo sợ. Bây giờ anh sẽ dành lại cho em 20 câu hỏi khác, nhưng mà có điều câu hỏi của anh nó thú vị hơn. 10 câu hỏi đầu tiên nó sẽ là ở dạng quick answer, tức là trả lời nhanh thôi. Okay. Đó là những câu hỏi về kiến thức bóng đá. Và 10 câu sau nó sẽ là 10 câu rất là đặc biệt, và chúng ta hãy cùng chờ xem phần sau nha. Câu lạc bộ nào vô địch Champions League nhiều nhất? Real Madrid. Bao nhiêu lần nhớ không? Theo em nhớ không nhầm thì là 13 lần. Chính xác luôn, giỏi. Câu số 2. Năm 2004, Porto của Jose Mourinho đánh bại câu lạc bộ nào để lên ngôi vô địch Champions League? Câu lạc bộ Monaco. Tốt quá. Câu số 3 nè. World Cup 2018 có hai đội tuyển lần đầu tiên được tham dự, đó là những đội tuyển nào? Chắc chắn là có Panama. Rồi, đúng, chính xác. Còn một đội nữa. Một đội nữa. Một đội này. Anh có để cho em gợi ý không? Gợi ý đi, em cần gợi ý không? Em cần gợi ý. Rồi, đây là một đội tuyển Bắc Âu. Một đội tuyển Bắc Âu. Iceland. Chính xác. Hay quá. Câu hỏi số 4. Ở trận chung kết World Cup 2018 có một cầu thủ vừa đá phản lưới nhà vừa ghi bàn, đó là? Em nhớ không nhầm thì đó là Mario Mandzukic. Chính xác luôn. Mandzukic cũng là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup luôn vừa ghi bàn vừa không đá phản lưới nhà ở một trận chung kết World Cup luôn á. Câu hỏi số 5. Kể tên 5 cầu thủ người Pháp từng chơi cho Man United. Câu này dễ nè. Câu này fan cứng MU mà không trả lời được câu này thôi á. Áp lực quá. 5 cầu thủ người Pháp. Cái tên đầu tiên chắc chắn là có Patrice Evra. Rồi, 1. Paul Pogba. 2. Michael Silvestre. Rồi, 3. Fabien Bate. 4. Còn một cái tên nữa, Luis Saha. 5 cầu thủ. Trời, Anthony Martial đang đá và Eric Cantona. Đúng rồi, Cantona sao mình có thể quên cái đấy, một người Pháp. Cực kỳ nổi tiếng. Một người Pháp thuần chủng của gốc luôn. Đúng rồi. Câu số 6. Trong lịch sử bóng đá cho đến lúc này nha, đến thời điểm này nè, có 8 cầu thủ chưa từng phải nhận thẻ đỏ trong sự nghiệp luôn. Nếu mà em kể được 3 trên 8 là em thắng. Ryan Giggs. Sai. Chưa hiểu sao. Phím làm. Đúng, một người. Khổ quá nhỉ. Kaka. Sai luôn. Gửi đi. Gửi đi anh ơi. Kaka mà còn có thẻ thì hơi khó đấy. Anh gửi cho em một người nha. Đây là một tiền vệ huyền thoại của câu lạc bộ Barcelona. Andres Iniesta. Rồi, chính xác, hai người. Người thứ ba cần gợi ý không? Thứ ba khó thật đấy. Gợi ý nha. Gợi ý. Đây là một tiền đạo của Real Madrid, người Tây Ban Nha. Một tiền đạo người Tây Ban Nha. Raúl González. Chính xác. Chủ nhận luôn. Chủ nhận chưa bao giờ bị thay đổi. Chưa bao giờ bị thay đổi. Bất ngờ thật. Bên cạnh những cái tên mà Nam vừa kể thì còn những cầu thủ khác như là Gary Lineker nè, người thủ bóng đá người Anh. Damien Duff. Damien Duff của Chelsea nè. Karim Benzema. Chưa bao giờ bị thay đổi. Michel Platini. Và người cuối cùng nữa là tiền vệ Joao Moutinho của Wolverhampton. Đúng rồi. Bây giờ em mới biết, thật sự. Đây là một câu hỏi rất là bổ ích. Câu số 7. Kể tên 4 cầu thủ người Brazil từng chơi cho Liverpool. 4 cầu thủ người Brazil từng chơi Liverpool. Anh biết em là fan MU không? Đúng rồi. Mà anh vẫn muốn hỏi về Liverpool. Đúng rồi. Không sao, sẽ chấp nhận thử thách này. Đầu tiên đó là Lucas Leiva. 1. Roberto Firmino. 2. Alisson Becker. 3. Và một cầu thủ nữa, Fabinho. Chính xác. Câu hỏi số 8.
quả bóng chính thức của World Cup 2010 tên là gì? Đây là quả bóng cực kỳ nổi tiếng luôn và rất nhiều người hâm mộ cực kỳ thích quả bóng này. Em biết trái bóng đấy, em biết gì nó nhìn như thế nào nhưng mà. Thì bỏ qua đi ha. Câu này không biết là không biết à chứ không nhớ. Anh hay là biết không nhớ. Em nhớ là nó bắt đầu bằng chữ T đúng không? Nó bắt đầu bằng chữ J. Jabulano. Jabulani. Jabulani gần đúng. Rồi. Câu số 9. Cái tên ít nhất 3 huấn luyện viên người Ý từng làm việc ở Premier League. Roberto Di Matteo. 1. Maurizio Sarri. 2. Gianfranco Sola. 3. Tất cả đều ở Chelsea. Ừ, còn nhiều nữa ví dụ như Carlo Ancelotti hoặc là Antonio Conte. Đúng rồi. Cũng là Chelsea luôn. Ranieri. Toàn là Chelsea không? Ờ, tức là Chelsea hết. Chelsea có vẻ rất là thích xứ sở mèo các bạn. Câu hỏi cuối cùng nè. Kể tên ít nhất 4 cầu thủ từng được Southampton bán cho Liverpool. 4 cầu thủ từng được Southampton bán cho Liverpool. Bán cho Liverpool. Ừ. Adam Lallana. 1. Ricky Lambert. 2. Khó thế nhở? Nathaniel Klein. 3. Một cái người nổi tiếng mà em không biết. Virgil van Dijk. Ừ. Người nổi tiếng. Sao cứ hỏi người Liverpool nhỉ? Ờ, sao còn Sadio Mane em quên. Không nhớ. Rồi ai nữa ta? Dejan Lovren cũng là được Southampton bán cho Liverpool. À, bây giờ 10 câu này nó mới thú vị nè. Đây là 10 câu hỏi bằng hình ảnh và Na cũng như các khán giả đang xem sẽ cùng đoán xem những cầu thủ này là ai. À, anh biết em là fan của Man United cho nên là anh đã chọn 10 tấm ảnh của những danh thủ Manchester United khi mà họ còn nhỏ để coi em có nhìn ra được đó là ai không. Rồi em sẵn sàng với thử thách này chưa? Ok, em sẵn sàng. Nhiều khi bây giờ em nhìn ảnh em hồi nhỏ em cũng nhận ra. Rồi, đây là tấm ảnh đầu tiên. Ai đây? Đây là Carlos Tevez. À, hay quá. Cái hàm răng rất là không lẫn vào đâu được. Ừ, cái mặt anh nhìn là biết liền đúng không? Đúng rồi. Lúc này thì có vẻ như là chưa có sẹo. Ừ. Thì về sau có sẹo thì nhìn nó hơi khác. Rồi, công số 1 xuất sắc. Rồi, đây là hình ảnh thứ hai. Đây là ai? Anh hỏi không bên trái không bên phải. Bên nào cũng được. Đây là hai anh em. Ừ, đây là hai anh em. Đều chơi cho Man United. Đúng rồi, trời cái này là giống như một cái gợi ý với em luôn rồi. Cái hình này giống như là một cái gợi ý. Tức là Rafael và Fabio. Cho em đó lại lần nữa. Hai anh em chơi cho Man United là có Rafael và Fabio này. Gary Neville, Phil Neville. À, rồi, trong cái hình này ai là Gary, ai là Phil? Người bên trái chắc chắn là Gary. Ừ. Còn lại chắc chắn là ông em Phil. Mà cái mặt của Gary nhìn... Nhìn là biết ngay. Đúng rồi, tới bây giờ vẫn không có gì nổi khác. Đúng rồi, bây giờ ông trông vẫn rất là trẻ và vẫn rất là lúc nào cũng... Nếu các bạn nhìn kỹ và sẽ thấy rất là giống so với bây giờ, tức là không có khác gì nhiều. Phil thì có thể là các bạn không nhận ra nhưng mà Gary nhìn cái nụ cười này, cái gương mặt này Mr. Là... United trong lòng em. Thế còn ông đằng sau thì chắc là bố hoặc là... Ông đó khó quá, bỏ qua đi. Rồi, ok. Hình thứ ba. Đây, rất quen luôn. Đây là David Beckham. Ờ, thần tượng của thời của em. Ừ. Mà đúng là Beckham là đẹp, đẹp trai từ nhỏ ha. Ngay cả cái mắt sâu, cái mũi cao và cái cách mà cười mà nhếch môi mà cho đến bây giờ là vẫn giữ được cái nụ cười này. Chính xác luôn đấy, mà bây giờ nhìn cái nụ cười này vẫn nhìn vẫn là cái nụ cười mà để lộ ra hai vết nhăn ở hai bên. Đúng nhưng rồi. Mà rất là quyến rũ đã khiến cho bao chị em phải mê như điếu đổ đúng không? Beckham đúng là đẹp trai thì trông trứng rồi. Đúng rồi. Dễ không? Ba tấm hình đầu tiên dễ không? Cũng tạm tạm. Rồi, đây là tấm hình thứ tư. Bạn xem đây là ai? Đây là hoàng tử tóc vàng, Paul Scholes. Ừ. Sao nhận ra vậy? Cái miệng rất là đặc trưng và cái mũi rất là to. Ừ. Màu vậy tóc thì có thể hồi nó chưa vàng. Ừ. Vì nó vẫn còn hung hung nhưng mà sau này lớn thì nó sẽ vàng. Ừ. Nên không thể nào lẫn được cái mặt này. Ừ. Cái mặt nó hơi búng ra sữa nhưng mà rất nguy hiểm cho sân cỏ. Ừ. Rồi. Ok. Dễ không? Dễ không? Cũng chắc là cũng đủ điểm trên trung bình. Rồi, đây là bức ảnh thứ 5. Đây là ai? Đây là ai các bạn? nhìn kỹ vô cái nụ cười mà cái miệng á, nếu mà người tinh ý sẽ nhận ra, nếu mà khó quá thì anh sẽ cho em một gợi ý. Cái miệng này trông rất là hip hop các bạn, nhưng mà mình đang mày nhìn quen không, nhìn có bị nhìn rất quen đúng không? Đúng rồi. Đây có phải là Anthony Martial không? Sai. Cần gợi ý không? Gợi ý chưa? Cho em một gợi ý. Đây là một cầu thủ người Pháp. Narrow lại, tức là gom lại. Người Pháp thì Paul Pogba. Sai luôn. Gợi ý tiếp nữa nha. Đây là một hậu vệ. Patrice Evra. À, chính xác. Nhưng mà như thế thì chỉ còn Patrice. Nhưng mà nhìn ra đấy, bây giờ nếu mà khi mà biết đáp án rồi em sẽ nhìn ra Evra. Anh tin chắc là vậy luôn. À đúng rồi.
vẫn là cái nụ cười mà nhếch mép như này, nụ cười rất là hiền lành nhưng mà cũng rất là nhí nhố của mình. Đúng rồi, đúng rồi. Khi mà các bạn biết đáp án rồi, chắc chắn các bạn sẽ nhìn ra một cái gì đó rất là quen với những cái câu hỏi này. Nhưng mà sau này thì mặt Ông ấy có vẻ đầm hơn và góc cạnh hơn, nhưng mà cái hàm răng này không thay đổi. Ok, câu này khó quá. Sắp rớt rồi. Rồi, câu hỏi đây là bức hình thứ 6. Câu này cực, bức hình này cực kỳ dễ luôn. Mình tin chắc là vừa show thôi các bạn sẽ đoán được đây là ai liền. Đây chắc chắn là ngôi sao Giave hả nhỉ? Ngôi sao Nhật Bản. Shinji Kagawa, một cầu thủ em rất là thích. Và tại sao em không đoán là Park Ji-sung mà em đoán là Shinji? Tại vì Park Ji-sung không có con mắt to như Kagawa. Đôi mắt của Kagawa mặc dù là người châu Á nhưng mắt rất to. Và khuôn mặt thì không có nhiều thay đổi đúng không? Nói không phải mê tín nhưng mà chắc chắn là thông minh hơn. Nhìn mặt có cái gì đó nó đẹp trai hơn Park Ji-sung. Sáng lạng hơn đúng không? Cầu thủ châu Á đầu tiên là hat-trick mà này. Mà chưa kể là nếu mà ai tin ý là sẽ nhận ra cái áo nữa. Cái áo anh đang mặc là trên người là cái áo của câu lạc bộ Kashima Antlers. Đó là một câu lạc bộ của Nhật á. Hay quá, một kiến thức rồi bây giờ. Nếu anh không đoán thì em cái logo đó là của Kashima Antlers. Ừ. Nhưng mà mặt là không thay đổi nhiều đúng không? Nhìn mặt là đoán ra được liền. Một tấm hình rất là Nhật Bản luôn. Vì nó có một cái màu phim, đó là phim Nhật Bản. Câu này quá dễ luôn. Đây là bức hình số 7. Nhìn là biết ai liền. Câu này không biết nữa thôi luôn. Đây là hàm răng này và đôi mắt trố này thì chắc chắn là Robin van Persie. Chính xác luôn. Một đứa con về nhà muộn của Manchester United. Bàn thắng nào của van Persie mà em nhớ? Em nhớ nhất bàn thắng của van Persie là bàn thắng vào lưới Aston Villa. Đó là pha bóng mà có sự kết hợp của hai cầu thủ em thích. Là Rooney chuyền dài rất đẹp và van Persie đưa ra một cái cú volley của nó là chuẩn mực của các cú volley. Anh hỏi vậy thôi chứ thật ra trong đầu anh hiện lên bàn thắng đó rồi anh mới hỏi em. Nhưng bàn thắng đó lại thể hiện một cái điều rất là đậm chất MU, đó là đã ghi ở trong tư thế việt vị. Nhưng mà nó là bàn thắng mang về chiếc vô địch một giải đó cho Man United. Quá đẳng cấp. Quá đẳng cấp. Đó là thành công và may mắn. Rồi, 7 tấm rồi đúng không? Bây giờ còn 3 tấm cuối nè. Đây là ai? Em nghĩ cầu thủ nếu này, nếu mà tin ý sẽ nhìn ra. Cầu thủ này mới thôi. Nhưng mà bộ tóc này rất là quen. Em nghĩ đây là Harry Maguire. Chính xác. Đúng rồi. Cái khuôn mặt bè bè, vuông vuông mà cái tóc thì có cái phần bò liếm ở đây. Anh ta rất là nhiều lần muốn vuốt lên nhưng mà không vuốt được vì anh ta có bò liếm ở đây. Đây là Maguire. Nhìn không có thay đổi nhiều ha. Đúng rồi. Nhìn cái nét mặt nó vẫn như vậy. Nó không thật ra nhìn Maguire bây giờ khuôn mặt của cậu ấy vẫn khá là trẻ con ấy. Nó không có cái sự già đời ở trong đấy lắm. Nhưng mà bù lại trên sân thì thi đấu cũng khá là trưởng trạng. Ok. Nam đúng là fan cứng của Man United. Nhưng mà tại vì anh chưa hỏi những cái cầu thủ từ thời xa xưa. Đây, hai tấm hình cuối thật sự khó. Cậu bé mặc áo, cậu bé đang mặc cái áo khoác màu xanh dương, đứng ở hàng sau. Các bạn đoán được đây là ai không? Mình thì mình nghĩ là mình đoán được. Tại vì cái hàm răng này đến bây giờ anh ấy vẫn như thế. Vẫn như hàm răng này. Aaron Wan-Bissaka. Rồi, chính xác, hay quá. Hàm răng mà nó có một cái khe hở ở giữa. Rất là các bạn biết câu My The Gap không? Hãy nhìn vào khoảng không đấy. Đấy chắc chắn là Aaron Wan-Bissaka. Chính xác. Rồi, bức ảnh cuối cùng. Anh tin chắc là bức ảnh này em không, em phải nhờ đến gợi ý. Quen không? Rất quen đúng không? Đây là một cậu bé mặc một chiếc áo Marlboro. Lúc tuổi này chưa thể hút thuốc được. Là anh. Anh có thể gợi ý cho em cậu ấy đá vị trí nào? Đây là một tiền đạo. Một tiền đạo? Ừ. Một tiền đạo. Chứ mà anh gợi ý thêm cái đó là biết liền. Đây là một tiền đạo đúng không? Ừ. Đây có phải Rooney không? Không. Có một cái hay á, khi mà đoán hình cầu thủ á, khi mà mình cứ ngỡ ha, và cho đến khi mình biết tên cái người cầu thủ đó thì mình mới nhìn ra hóa ra đây là người đấy. Và mình nhìn họ càng thấy quen hơn nữa. Đúng rồi, hóa ra là như thế thật. Nhưng mà đến bây giờ em vẫn chưa nhớ ra đây là hóa ra đây là. Đây là một cầu thủ tiền đạo nhưng mà cực kỳ khéo léo, cực kỳ mềm mại. Cầu thủ tiền đạo cực kỳ mềm mại ở Man United. Có phải Dimitar Berbatov? Chính xác. Đây là Berbatov á? Đây là Berbatov. Đây là Berbatov. Đúng không? Đây là Berbatov. Chính xác. Không thể nghĩ được. Nhưng mà nó vẫn còn một những cái nét gì đó để mà khiến người ta phải nhìn ra Berbatov đúng không? Berbatov bây giờ thì trông rất là đẹp trai và lãng tử, thậm chí còn đẹp trai hơn hồi xưa nữa vì bây giờ anh ấy bắt đầu đi đóng phim rồi. Nhưng mà thật sự là nhìn quả hình này em xin thua. Cũng hơi khó, với lại cái tóc của Berbatov bây giờ chán này cao hơn rất là nhiều. Nhưng mà thật sự đây là một câu khó. Xứng đáng là một câu cuối cùng. Và hình ảnh về Dimitar Berbatov vừa rồi cũng đã khép lại Q&A số tuần này. Thì sau Q&A số tuần này thì Nam cũng sẽ bay ra lại Hà Nội. Đúng rồi. Tiếp tục công việc của bạn ấy.
Và từ tuần sau thì các bạn có thể đặt những câu hỏi lại cho mình trong Q&A số tuần sau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những số Q&A khác trên Cảm Bóng Đá. Xin chào quý vị và các bạn. Mình là Nam. Mình là Nam.